Spider Room không thể thực hiện video bạn đang xem nếu thiếu đi sự đóng góp của các hội viên sau đây. Thời gian gần đây, một trong những sự kiện được nhiều người quan tâm nhất chính là việc Nhật Bản đã xả nước thải hạt nhân đã qua xử lý ra biển. Về thông tin này, dư luận đã chia làm hai luồng ý kiến rõ rệt. Một bên cho rằng lượng nước thải hạt nhân này không an toàn và có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ sinh thái. Bên còn lại cho rằng nếu như nước thải đã qua xử lý đúng quy trình thì chẳng sao cả. Để giúp quý khán giả có thể hiểu rõ hơn một cách cơ bản nhất về những thông tin chuyên môn có liên quan tới sự việc này, chúng mình xin phép gửi tới mọi người bài viết Nhật Bản xả nước phóng xạ đã qua xử lý ra biển có an toàn không dựa theo góc nhìn khoa học, được đăng tải trên website Spider Room. Có thể mọi người không biết mình thích gì, chả làm sao. Cái việc ai đấy biết mình thích gì là một chuyện rất là khó. Đừng cố gắng đi tìm đam mê, kệ nó đi. Tại vì cái ngành nó hơi khổ, trông có vẻ hào nhoáng ở đâu đấy thì nó cũng khá là chân tay. Mọi người phải hiểu về sản phẩm, hiểu về cái domain đấy, hiểu về cái khách hàng đấy, vì sao sản phẩm nó đang ra được tiền, vì sao nó đang bị thất thoát tiền ở đâu đấy đi. Ở đâu thì khách hàng họ đang cảm thấy không hài lòng đó. Một thay đổi nhỏ như thế chỉ một tách thôi, nhưng những cái value của nó thì cực kỳ lớn. Hầu hết mọi người đều là những con thỏ. Mọi người làm trong ngắn hạn rất giỏi, nhưng mọi người không tập trung. Anh muốn là một con rùa, anh muốn là nhìn thấy một cái đích. Và ok, đấy là tôi sẽ đi đến mãi, đi mãi, đi mãi, đi mãi. Xem toàn bộ ở kênh YouTube Người Trong Môn Nghề, bọn mình có để link ở dưới phần mô tả. 12 năm về trước, vào ngày 11 tháng 3 năm 2011 là ngày mà Nhật Bản không bao giờ có thể quên với thảm họa kép động đất sóng thần. Lúc đó, mình còn là một cậu học sinh cấp 2, chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra với nước Nhật. Tuy nhiên, có hai kỷ niệm mình nhớ nhất đó là sau thảm họa 2 ngày, một bản tin trên thời sự nói về cậu bé người Nhật 9 tuổi. Trong một hàng dài, mọi người xếp hàng để nhận thức ăn cứu trợ. Có một cậu bé người Nhật cũng xếp hàng như bao người khác. Trước đó, đã phải chứng kiến bố mình bị dòng nước dữ cuốn trôi. Cảnh sát thấy vậy, thương cậu, chủ mà khoác lên cậu khi thấy người cậu đang run cầm cập. Thế rồi, người cảnh sát đưa cho cậu bé một túi lương khô rồi bảo đợi tới phiên của con chắc hết thức ăn, khẩu phần của chú đó, chú ăn rồi, con ăn cho đỡ đói. Tưởng rằng cậu bé sẽ ăn ngấu nghiến nhưng cậu bé lại đi thẳng lên thùng thực phẩm và bỏ vào đó. Khi được hỏi tại sao làm như vậy, cậu bé chỉ đáp, bởi vì còn có nhiều người chắc còn đói hơn con, bỏ vào đó để cô chú phát chung cho công bằng chú ạ. Mỗi bạn học sinh ở trường cấp 2 mình đều quyên góp một khoản tiền nho nhỏ gửi sang nước Nhật thông qua Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam. 11 năm sau, vào tháng 10 năm 2022, rất may mắn khi mình được tham gia học khóa học về điện hạt nhân tài trợ bởi JNED phối hợp với Trường Bách Khoa Hà Nội và Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam. Sau nhiều năm mình mới hiểu được về nguyên nhân của sự cố Fukushima. Mình cũng đã đặt câu hỏi cho vị tiến sĩ người Nhật dạy mình về vấn đề xả thải của Nhật Bản. Theo khoa học và các kết quả đo được thì rất an toàn. Gần một năm sau, ngày 24 tháng 8, ngay khi Nhật Bản bắt đầu xả nước thải đã qua xử lý ra biển, nhân dịp này mình tổng hợp thông tin, giải thích những khái niệm khoa học để mong có thể giúp mọi người rút ra kết luận về việc xả thải này là có an toàn hay không. Sơ lược về phóng xạ và khái niệm nước nhiễm xạ. Phóng xạ hay phóng xạ hạt nhân là hiện tượng một số hạt nhân nguyên tử không bền, tự biến đổi và phát ra các bức xạ hạt nhân, thường được gọi là tia phóng xạ. Người đầu tiên tìm ra tia phóng xạ là Henry Becquerel khi đang làm việc với vật liệu phát quang. Những vật liệu này phát sáng trong bóng tối sau khi tiếp xúc với ánh sáng và ông nghi ngờ rằng sự phát sáng được tạo ra trong ống tia âm cực bởi tia X có thể liên quan tới hiện tượng lân quang. Ông bọc một tấm ảnh bằng giấy đen, đặt nhiều loại muối phát quang lên đó. Tất cả kết quả đều âm tính cho nên khi ông sử dụng muối urani. Các muối urani làm cho đĩa bị đen đi mặc dù đĩa đã được bọc trong giấy đen. Những bức xạ này được đặt tên là tia Becquerel. Đơn vị hoạt động phóng xạ của hệ đơn vị quốc tế SI là Becquerel BQ được đặt tên để vinh danh nhà khoa học Henry Becquerel. Một BQ được định nghĩa bởi một lần biến đổi hoặc phân rã mỗi giây. Tia phóng xạ có thể là chùm hạt mang điện dương, hạt alpha, hạt proton, mang điện âm như là chùm electron, phóng xạ beta, không mang điện như là neutron và tia gamma. Vậy, tại sao phóng xạ lại có thể gây nguy hiểm cho con người? Bức xạ ion hóa tia X, tia gamma, tia alpha, tia beta là bức xạ mang đủ năng lượng để tách electron ra khỏi nguyên tử hay phân tử, tạo ra ion điện tích dương và electron tự do phản ứng mạnh.
và khi bức xạ chiếu vào tế bào sống thì nó có thể làm tổn thương lâu dài đến mô. Về nguyên tắc, ngay cả một lượng bức xạ ion hóa nhỏ nhất cũng có thể làm thay đổi một phân tử quan trọng và điều đó có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của tế bào. Phóng xạ sẽ làm hư hại phân tử ADN. Các tế bào có ADN bị hư hại sẽ chết đi hoặc diễn ra quá trình sửa chữa. Khi đó, những sai lầm trong quá trình sửa chữa tự nhiên cũng có thể xảy ra, dẫn đến sự hình thành của các tế bào ung thư. Ở các cấp độ khác nhau, cơ thể chúng ta sẽ bị ảnh hưởng khác nhau. Mức độ tác hại phụ thuộc vào thời gian tiếp xúc và cường độ của phóng xạ. Hình ảnh các bạn đang thấy miêu tả sự tác động của bức xạ ion hóa tới sự thay đổi ADN của con người. Ngoài ra, khi con người bị tác động bởi các bức xạ ion mức thấp thì việc gây tác hại không thể nhận biết ngay được nên phải sau một thời gian chứng bệnh mới biểu hiện. Tuy nhiên, nếu chiếu lên cơ thể một liều lượng quá lớn so với giới hạn tối đa cho phép thì chỉ sau 7 đến 10 ngày, bệnh trạng đã xuất hiện rõ. Nguy hiểm nhất đối với những người thường xuyên tiếp xúc với bức xạ ion là dẫn đến ung thư. Bên cạnh đó, có một số tác hại của bức xạ với cơ thể con người có thể kể ra cụ thể như rụng tóc, ung thư da, đục thủy tinh thể, cường giáp và ung thư tuyến giáp, ung thư phổi, dễ bị nhiễm trùng máu, có thể buồn nôn, ói mửa và tiêu chảy. Bức xạ cũng có thể giết chết các tế bào thần kinh và mạch máu nhỏ, có thể gây co giật và chết ngay lập tức. Về tim mạch thì bức xạ có thể gây hủy hoại trực tiếp đến các mạch máu nhỏ, có thể gây suy tim và tử vong. Bức xạ cũng có thể gây ra suy thoái tiền liệt tuyến, tinh hoàn, buồng trứng, ung thư vú, thậm chí có thể ảnh hưởng trực tiếp tới tủy xương nơi sản xuất ra các tế bào máu, dẫn tới nguy cơ mắc các bệnh ung thư như máu trắng, ung thư máu. Kể từ sau thảm họa, đơn vị quản lý nhà máy điện hạt nhân Fukushima là công ty điện lực TEPCO đã bơm nước để làm nguội các thanh nhiên liệu của lò phản ứng. Điều này có nghĩa là mỗi ngày nhà máy sản xuất ra nước bị ô nhiễm được lưu trữ trong hơn 1.000 bể chứa, đủ để lấp đầy hơn 500 bể bơi Olympic. Ở bên trong có khoảng 62 nguyên tố phóng xạ có thể kể đến như là cesium-137, strontium-90 và tritium. Lý do xả thải, công nghệ lọc và xử lý nước thải. Lý do đằng sau việc xả thải được chính phủ Nhật Bản và công ty điện lực Tokyo TEPCO đưa ra là việc pha loãng và xả nước thải ra Thái Bình Dương là giải pháp khả thi nhất, bởi lẽ họ không còn đất để xây bể chứa và muốn giải phóng không gian cho việc tháo dỡ nhà máy sau này. Đồng thời, nước này cũng dấy lên lo ngại về hậu quả nếu như các bể chứa bị sập trong thảm họa thiên nhiên. Được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA bật đèn xanh, Nhật Bản sẽ xả thải dần dần nước nhiễm xạ ra biển trong vòng 30 năm, chia làm 4 đợt. Lần đầu sẽ được tiến hành từ 24 tháng 8 năm 2023 đến hết tháng 3 năm 2024. Việc xả thải này sẽ sử dụng công nghệ ALPS. ALPS tạm dịch là Hệ thống xử lý chất lỏng tiên tiến. Đây là hệ thống bơm và lọc sử dụng một loạt các phản ứng hóa học để loại bỏ 62 hạt nhân phóng xạ khỏi nước bị ô nhiễm. Tuy nhiên, ALPS không thể loại bỏ tritium ra khỏi nước bị ô nhiễm. Về mặt kỹ thuật, sở dĩ tritium rất khó loại ra khỏi nước bị nhiễm xạ là do tritium là một trong những đồng vị của hydro. Nước chứa tritium có đặc tính hóa học gần giống với nước có hydro thông thường. Hiện có các công nghệ có thể thu hồi tritium khi nó tập trung cao độ trong một lượng nước nhỏ. Ví dụ, tại các cơ sở cho phản ứng nhiệt hạch như lò ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor ở Pháp. Tuy nhiên, nước được lưu trữ tại Fukushima Daiichi có nồng độ tritium thấp trong một lượng nước quá lớn, thế nên các công nghệ hiện tại không thể áp dụng được. Các chỉ số về các chất nhiễm xạ sau khi trải qua quá trình ALPS. Thực tế, trong nước thải từ các bể chứa vẫn sẽ còn 32 đồng vị phóng xạ. Hình ảnh các bạn đang xem mô tả nồng độ các chất đo được so sánh với tiêu chuẩn của Nhật Bản về giới hạn trong nước thải. Khi các hạt nhân phóng xạ được thải liên tục ra biển, chúng có thể bị hấp thụ bởi các chất lơ lửng suspended sediment bị đọng lại dưới đáy biển. Đây là một quá trình liên tục có thể dẫn đến sự tích tụ các hạt nhân phóng xạ trong trầm tích đáy biển hay bed sediment theo thời gian. Thời điểm đạt đến trạng thái cân bằng này sẽ khác nhau đối với mỗi hạt nhân phóng xạ và có thể xảy ra ngay sau khi bắt đầu xả thải hoặc phải đến nhiều năm sau đó. Hình ảnh tiếp theo mô tả ba loại động thực vật khác nhau, đó là cá bơn, cua và rong biển nâu phân bố rộng rãi quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, và chúng được lựa chọn theo phương pháp ICRP để đánh giá những tác động của nước nhiễm xạ tới các loài xung quanh. Kết quả được chỉ ra là những loài hải sản và rong biển đều chịu tác động của chất nhiễm xạ thấp hơn nhiều so với quy chuẩn quốc tế, vậy nên chúng an toàn và có thể đánh bắt, chế biến và làm thức ăn cho con người. Kỳ thực,
hầu hết các nhà máy điện hạt nhân trên thế giới đều xả thải nước nhiễm xạ đã qua xử lý. Chúng đều chứa tritium và các hạt nhân phóng xạ khác. Nước nhiễm xạ này xuất phát từ nước làm mát cho các lò phản ứng hạt nhân, nước nhận nhiệm vụ truyền nhiệt, hóa hơi hay làm quay turbine phát điện. Việc xả nước tại các nhà máy điện hạt nhân là xả thải được cấp phép và được các nhà vận hành cũng như cơ quan quản lý giám sát chặt chẽ để đảm bảo an toàn. Tiêu chuẩn an toàn của IAEA bao gồm hướng dẫn về việc cấp phép xả thải ra môi trường. So sánh với nước nhiễm xạ thải từ Fukushima Daiichi thì nồng độ của tritium đều thấp hơn nhiều so với các nhà máy khác trên thế giới, chỉ chưa tới 22 tấn becquerel so với phần còn lại. Và đây là hình ảnh của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và các Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản đã ăn hải sản đánh bắt từ vùng biển ngoài khơi Fukushima, chứng minh rằng nó an toàn. Góc nhìn của cộng đồng quốc tế. Đây là hình ảnh về dòng hải lưu sẽ đưa nước nhiễm xạ này đi đâu. Có thể thấy, các nước bị ảnh hưởng là các quốc gia ở biển Thái Bình Dương, Mỹ, Canada, Nga, Trung Quốc và Hàn Quốc. Ngay từ khi kế hoạch này được công bố 2 năm trước, Trung Quốc đã trở thành nước phản đối mạnh mẽ nhất, gọi việc xả nước là hành động hết sức ích kỷ và vô trách nhiệm và cáo buộc Nhật Bản đang chuyển vết thương hở qua cho thế hệ tương lai của loài người. Sau đó, cơ quan hải quan Trung Quốc đã thông báo một lệnh cấm hải sản nhập khẩu từ Fukushima và vài địa phương khác của Nhật Bản sẽ được áp dụng ngay lập tức trên toàn quốc để đảm bảo sức khỏe của người tiêu dùng Trung Quốc. Hành động này được dự đoán sẽ gây thiệt hại kinh tế, trong khi Nhật Bản đã thừa nhận rằng các doanh nghiệp sẽ chịu ảnh hưởng đáng kể. Mỗi năm, Trung Quốc và Hồng Kông nhập khẩu hải sản trị giá lên tới 1,1 tỷ USD từ Nhật Bản, chiếm gần một nửa tổng lượng sản phẩm hải sản xuất khẩu của Nhật Bản. Còn Hàn Quốc thì chứng kiến nhiều cuộc biểu tình để phản đối việc xả thải của Nhật Bản. Ngoài ra, 80% người được khảo sát đều bày tỏ sự lo ngại của xả thải Nhật Bản. Đồng thời, ngày 11 tháng 7, Đảng Dân Chủ đối lập chính ở Hàn Quốc đã kêu gọi Tổng thống Yoon Suk-yeol đưa ra yêu cầu đối với Tokyo về việc từ bỏ kế hoạch xả thải Fukushima khi ông gặp Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida trong tuần đó. Đáp lại là một động thái của Văn phòng Chính phủ Hàn Quốc. Đoạn sau đây, mình xin được phép trích dẫn báo Người Lao Động số ra 28 tháng 8 năm 2023. Tổng thống Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Han Duck-soo đã dùng bữa trưa với hải sản. Nhà ăn, văn phòng tổng thống cũng đưa món cá sống và cá thu nướng và thực đơn trưa nay cho nhân viên, báo Reuters dẫn thông báo từ Tổng thống Hàn Quốc ngày 28 tháng 8. Quyết định đưa hải sản và thực đơn hàng ngày của văn phòng tổng thống Hàn Quốc sẽ diễn ra trong một tuần, bắt đầu từ ngày 28 tháng 8. Mục đích chính là nhằm xoa dịu mối lo ngại của công chúng về độ an toàn của các món hải sản địa phương trong bối cảnh Nhật Bản bắt đầu xả nước phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy hạt nhân Fukushima ra biển. Tất nhiên, ngoài cộng đồng quốc tế ra, thì một phần người dân Nhật Bản cũng như ngư dân ở tỉnh Fukushima, những người nhập cá tỉnh Fukushima cũng có sự phản đối nhất định với quyết định này của chính phủ Nhật Bản. Và đó là những thông tin và số liệu khoa học được tác giả đưa ra xoay quanh sự việc xả thải của Nhật Bản. Các bạn có suy nghĩ thế nào về việc này? Hãy chia sẻ ý kiến của mình trong phần bình luận. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, đừng quên like, share, subscribe cho kênh YouTube Spider Room và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào trong tương lai. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong lần tới. Peace!